Nghĩ
diệu thực thiên mẫu nhất diện thứ tí. Cũng là nhị vị kim đồng dâm tục thực thiên mẫu.
trân trọng ý tình chúng tôi giáo phẩm và lãnh đạo của hội Phật giáo tỉnh cũng như
các thầy chủ trì, các cụ viện đến để cùng với Phật tử và nhân dân chúng ta đón tiếp các vị đại biểu và tổ chức buổi lễ này. Theo lời mời của ban tổ chức thì con xin phép Chư Tôn Đức được cùng với ban tổ chức tham gia điều hành phần lễ. Bản sư kính thưa quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quý đạo hữu tín đồ Phật tử và nhân dân địa phương, xuất phát từ tình cảm tấm lòng đối với quê hương và tâm tin kính hộ trì Phật pháp, thời gian vừa qua gia đình cụ Vũ Xuân Quyên, người con quê hương của địa phương hiện đang sinh sống tại thành phố Hải Phòng, đã phát tâm hướng về quê hương xây dựng ngôi tam quan để cúng dường ngôi tam bảo tại chùa Quốc, xã Điện Phương của chúng ta. Với tấm lòng cao quý đó thì nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, chính quyền, mặt trận và sự hoan hỷ đón nhận của sư thầy, sau một thời gian thi công khẩn trương, trách nhiệm và nhanh chóng thì tới giờ phút này ngôi tam quan của chúng ta đã được thành tựu viên mãn. Hôm qua là ngày giỗ sư tổ của chùa và hôm nay cũng là một ngày đặc biệt đối với chùa chúng ta khi đưa công trình vào sử dụng. Sư thầy cùng với toàn thể nhân dân Phật tử xin phép Đảng, chính quyền, mặt trận các cấp cùng với tín chủ long trọng tổ chức lễ khánh thành ngôi tam quan chùa Quốc. Thật hoan hỷ và phúc duyên cho ban tổ chức chúng con cũng như Phật tử và nhân dân địa phương trong buổi lễ ngày hôm nay nhận được sự quan tâm của tỉnh Hội Giáo Yên và Chư Tôn Đại Đức Tăng Ni, các chủ sứ ở trong và ngoài địa bàn và các vị đại biểu khách quý xa gần đã hoan hỷ về dự lễ. Sau đây chúng con xin được thành kính giới thiệu sự hiện diện chứng minh. Chúng con xin thành kính giới thiệu Thượng tọa Thích Thanh Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng và đồng viên cho buổi lễ của chúng ta. Ủy viên Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Hưng Yên hoan hỷ về dự lễ. Chúng con xin thành kính giới thiệu Hội Phật giáo Hưng Yên, Phó Chánh đại diện Phật giáo thành phố Hưng Yên hoan hỷ về dự lễ. Và tham dự buổi lễ ngày hôm nay có Chư Tôn Đại Đức Tăng Ni chủ trì các sự kiện của tỉnh Hải Dương, tỉnh Hưng Yên và các địa phương cũng hoan hỷ về dự và giúp đỡ cho các sư thầy tại bản tự. Xin đạo tràng chúng ta thành kính đón Chư Tôn Đức. Về phía các vị đại biểu khách quý của xã Liên Phương, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và cảm ơn sự hiện diện quý báu của ông Vũ Xuân Quý, tỉnh ủy ban nhân dân xã Liên Phương, thành phố Yên. Xin trân trọng chào mừng ông. Chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu và chào đón các vị đại biểu khách quý trong ban thường vụ đảng ủy và thường trực ủy ban nhân dân xã Liên Phương hoan hỷ về dự lễ. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và cảm ơn sự hiện diện quý báu của ông Lều Văn Chính, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Liên Phương, cùng các vị đại biểu khách quý trong phái đoàn Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể trong xã, trong thôn và các địa phương cũng hoan hỷ về dự lễ để đạo tràng chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đặc biệt trong buổi lễ ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn tấm lòng tình cảm và sự hiện diện đáng quý của cụ Vũ Xuân Quyên, người con quê hương, chủ đầu tư phát tâm cúng dường ngôi tam quan cho Chủ Quốc. Xin đạo tràng chúng ta trong một tràng hóc tay để chào đón và cảm ơn cụ cùng với toàn thể gia đình. Ban tổ chức cũng vô cùng hoan hỷ được chào đón các Phật tử của chùa Phố, chùa Hàn Lâm, thành phố Hưng Yên, chùa Cổ An, chùa Ba Hàng, chùa Bổ, chùa Núi, chùa Miễu và các chùa lân cận đã bớt chút thời gian khắc phục thời tiết gió mưa về tham dự, chia sẻ với ban tổ chức và động viên cho sư thầy cũng như Phật tử địa phương. Xin đạo tràng chúng ta cho một tràng hóa tay để chào đón. Và cuối cùng xin được trân trọng giới thiệu phần hiện diện đông đảo, đó là nhân dân Phật tử ở địa phương
đã tới chấp tác công việc giúp đỡ cùng với các sư thầy tham gia tổ chức hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu và cảm ơn toàn thể quý vị.